Justin chia sẻ về những vấn đề quanh việc du học, học tập và cuộc sống tại nước ngoài của các du học sinh, đồng thời là cựu học sinh tại Villa. Mục đích của podcast là cung cấp những thông tin thực tế nhất đến các bạn đang quan tâm đến việc du học để các bạn có cái nhìn khách quan hơn và chuẩn bị cho hành trình du học của riêng mình. Podcast sẽ được phát hành 9 giờ tối thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào cần Villa giải đáp, hãy điền thông tin một form trong phần mô tả nhé. Như thường lệ, chúng ta sẽ chào đón diễn giả của ngày hôm nay, đó là thầy Lê Phương Nam. Con chào thầy ạ. Xin cảm ơn các thính giả đã quay trở lại với podcast hàng tuần của Villa. Thầy là Nam, một giáo viên lâu năm tại Villa và đã đồng hành hỗ trợ hơn ngàn bộ hồ sơ du học đi các nước của các bạn học sinh. Nên Nam hy vọng có thể chia sẻ kinh nghiệm để giúp các bạn học sinh và phụ huynh có thêm thông tin để định hướng cho cái lộ trình du học của bản thân mình. Để bắt đầu buổi podcast ngày hôm nay thì chủ đề mà chúng mình sẽ nói đó là về hoạt động ngoại khóa. Thì chắc hẳn mọi người cũng biết hoạt động ngoại khóa là một thành phần được rất là nhiều những nhà tuyển sinh ở các trường đại học ở các nước khác nhau đánh giá cao. Đến với cái tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi qua về cái tổng quan hoạt động ngoại khóa. Thứ nhất là mình cần phải tìm hiểu hoạt động ngoại khóa là gì trước khi mà mình có thể đi sâu vào những cái vấn đề quay xung quanh hoạt động ngoại khóa. Cảm ơn Bi đã đặt câu hỏi về tổng quan của hoạt động ngoại khóa. Đầu tiên để thầy Nam chia sẻ một chút về cái phần định nghĩa. Thì hoạt động ngoại khóa là những cái hoạt động mà các bạn học sinh có thể tham gia mà không nằm trong chương trình giáo dục phổ thông hoặc là cái chương trình học thuật tại trường cấp 3, cấp 2 mà các bạn đang học. Thì thực sự là về các loại hình hoạt động ngoại khóa khác nhau thì thực sự hoạt động ngoại khóa nó rất đa dạng. Hoạt động ngoại khóa có thể bao gồm việc bạn chơi thể thao một cách bình thường thôi, hàng tuần, hoặc thi đấu thể thao giữa các trường, giữa các thành phố, thậm chí là đi thi đấu SEA Games chẳng hạn cũng là hoạt động ngoại khóa. Các bạn có thể tham gia các câu lạc bộ trong trường như câu lạc bộ Anh Văn, Văn học, Toán, Lý khóa, hay các bạn tham gia đội tuyển đi thi thành phố, đi thi quốc gia, đi thi quốc tế cho các môn cũng được xem là hoạt động ngoại khóa đó. Thậm chí là gì, những cái hoạt động trực tuyến như là các bạn làm một cái kênh YouTube về một chủ đề ẩm thực hay là TikTok đấy, cho tới những cái bạn mà viết những cái chuyện dài đăng lên hàng tuần cho mọi người đọc, cũng như là thiết kế vẽ tranh hoặc lập trình những cái ứng dụng tải lên Google Play hay là Apple Store đều được xem là các hoạt động ngoại khóa. Ngoài ra là gì, những cái hoạt động mà các bạn tưởng chừng như không liên quan, ví dụ như gia đình các bạn có một cái cửa hàng, ba mẹ các bạn có một cửa hàng và tiệm ăn, và sau mỗi giờ, sau giờ học hàng ngày 5 giờ, 6 giờ các bạn phải về nhà các bạn phụ bán hàng cùng với ba mẹ, hoặc là ông bà mình già nằm giường, nằm liệt giường và các bạn phải chăm sóc đấy, ông bà tắm rửa cho ông bà, dọn dẹp vệ sinh cho ông bà, như là lút cơm cho ông bà, đó cũng được xem là hoạt động ngoại khóa. Thì thành ra rằng là thực sự là gì, gần như là tất cả những cái gì mà các bạn làm mang lại được cho một cái giá trị cho ai đó, mang lại giá trị xã hội cho một ai đó, hoặc là nhiều người, ít người, nhiều người thì đều được xem là cái hoạt động ngoại khóa đấy. Nhưng mà tuy nhiên và cái định nghĩa khá rộng như vậy, nhưng mà thầy Nam cũng sẽ cần phải cân nhắc cho các bạn đó là gì. Thì chỉ có những cái trường đại học thuộc cái hệ Mỹ, tức là những cái trường đại học tại Mỹ này, những trường đại học của Mỹ tại Trung Đông hay Trung Quốc đấy, và những cái trường tại Việt Nam, đại quốc tế tại Việt Nam như là Fulbright này, Vinh Uni này, thì nhân viên tuyển sinh của họ sẽ quan tâm và đánh giá cái tầm ảnh hưởng xã hội của các hoạt động ngoại khóa và bạn tham gia để khi mà các bạn nộp hồ sơ đại học vào các trường. Tầm ảnh hưởng xã hội ở đây là số người mà các bạn tác động được tới thông qua cái hoạt động của các bạn, ví dụ như là các bạn có bao nhiêu độc giả cho cái cuốn truyện dài của mình đăng trên mạng hàng tuần, các bạn có bao nhiêu lượt download cho cái ứng dụng của mình, các bạn có bao nhiêu học sinh tham gia cái lớp dạy học của mình, học sinh nghèo đấy, hoặc là các bạn có bao nhiêu khách hàng khi các bạn mở một cái gian hàng bán hàng trên Shopee, thì đó là cái tầm ảnh hưởng xã hội của các bạn. Thì các trường đại học thuộc hệ Mỹ thì họ sẽ quan tâm đến điều này. Nhưng với các trường đại học ở Úc, ở Canada, ở châu Âu, bao gồm cả Anh nhé, thì phần lớn các trường chỉ quan tâm đến điểm số của các bạn thôi. Đấy, ba thứ: điểm trung bình trên 8,5, trên 9, đấy, như thầy Nam đã chia sẻ trong những cái podcast trước,
Rồi điểm IELTS của bạn 7 chấm, 7.5, không cần phải cao hơn. Ok, không cần phải 8 chấm, không cần phải 8.5, 7 chấm, 7.5, ổn rồi. Và điểm SAT càng cao càng tốt, trên 1.4, 1.5, 1.5. Đó, thì điểm của các bạn ra là các bạn sẽ có cơ hội rất cao để được nhận vào những trường như vậy. Ngay cả đối với Singapore, thì trong khoảng 3 năm gần đây vì lý do Covid thì các trường đại học lớn ở Singapore như là NUS, NTU, SMU, họ thay vì tổ chức các kỳ thi tuyển sinh như trước đây thì họ đã chuyển sang hình thức xét tuyển. Và khi mà các trường đại học lớn của Singapore họ xét tuyển thì họ cũng dựa vào và họ tập trung và đặt nặng cái điểm số của các bạn khi người ta xem xét cái hồ sơ của các bạn. Đấy. Thế nên là vì thế nếu mà các bạn không nộp các trường thuộc hệ Mỹ thì hoạt động ngoại khóa nó không phải là điểm quá quan trọng trong cái hồ sơ của các bạn. Và chính vì thế các bạn không cần phải dành quá nhiều thời gian cho cái hoạt động ngoại khóa. Các bạn chỉ cần tập trung lấy điểm càng cao càng tốt, điểm trung bình, rồi thi IELTS xong, rồi tập trung làm sao ôn SAT, và nếu mà được thì thi thêm các chứng chỉ AP, thì cái hồ sơ của các bạn sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Đó, thì đây là tập quan sơ qua một chút về cái định nghĩa của các hoạt động ngoại khóa. Như vậy Nam cũng đã chia sẻ hoạt động ngoại khóa rất nhiều và đa dạng, thì có biết là liệu mình sẽ có cách nào để xác định được loại hoạt động ngoại khóa phù hợp với bản thân, năng lực cũng như là sở thích của mình ạ? Cảm ơn Ti. Chia sẻ câu hỏi thứ hai, đó là làm sao để mà xác định các hoạt động ngoại khóa phù hợp với bản thân. Thì đầu tiên thì Nam cần phải nói đó là tùy theo hoàn cảnh gia đình của mỗi bạn và điều kiện hỗ trợ của gia đình, thì mỗi bạn nên xác định các hoạt động ngoại khóa phù hợp với chính bản thân mình. Đấy, thì như cái câu trả lời trước mà thầy có chia sẻ, giả sử như gia đình các bạn buôn bán và cần bố mẹ cần bạn sẽ hỗ trợ sau nghỉ học, hoặc khi gia đình các bạn có người già ốm cần phải được chăm sóc, thì chắc chắn là các bạn sẽ cần phải ưu tiên làm những việc đó và sẽ không có nhiều cái thời gian để tham gia những cái hoạt động ngoại khóa khác. Đấy, thế thành ra là ngoài thì tùy theo hoàn cảnh và tùy theo cái điều kiện của gia đình của mỗi bạn thì chúng ta sẽ có những cái hoạt động ngoại khóa nó phù hợp với chính bản thân mình. Đó, thì việc xác định mà các bạn có thích hay không thích một hoạt động nào đó đấy, cái ngoại khóa nào đó, thì thực sự rất là khó để trả lời. Tại vì bây giờ nếu mà các bạn chỉ xem YouTube hay là xem thông tin ở trên mạng hay là tham khảo cái thông tin từ những cái anh chị đi trước, thì thực sự sẽ rất là khó để nói rằng là cái hoạt động đó nó có phù hợp với bản thân mình hay chưa, khi mà các bạn chưa thể tham gia, đúng không? Giống như là cái chuyện mà các bạn bơi chẳng hạn, đúng không? Nếu mà các bạn phải bơi mà các bạn chỉ có đọc sách hay là xem người ta bơi thì làm sao mà biết bơi được, các bạn phải nhảy xuống hồ của bạn bơi. Thì các bạn phải tham gia vào các hoạt động ngoại khóa thì để rồi các bạn xác định là các bạn thích hay không. Chính vì thế là thầy Nam khuyên là khi mà vào cấp 3, nhất là cái học kỳ 1 của năm lớp 10, thì các bạn khi mà cái áp lực về việc học ở trong trường nó cũng chưa quá nặng, thì các bạn nên dành thời gian để trải nghiệm và tham gia thử các câu lạc bộ khác nhau. Thì việc tham gia các hoạt động mà nó đa dạng nó không chỉ giúp các bạn có thêm kinh nghiệm mà còn có thể chọn được cái hoạt động phù hợp với tính cách của bản thân mình. Tại vì nếu cái hoạt động nó không phù hợp với tính cách của các bạn thì thực sự là các bạn sẽ không thể nào gắn bó lâu dài với cái hoạt động đó được. Đấy, thế để thầy Nam lấy ví dụ nhé. Có những bạn thích những hoạt động cần giao tiếp nhiều, cần phải tổ chức, thích giao du, nói chuyện với mọi người, gặp bạn bè, gặp thầy cô. Có những bạn thích như vậy. Nhưng có những bạn thì lại thích những cái hoạt động làm việc một cách độc lập, và các bạn thích làm chủ được cái thời gian của mình. Ví dụ như là ok, rồi bây giờ hôm nay 10 giờ đêm mình sẽ ngồi mình viết chuyện, thì 10 giờ đêm bạn ngồi bạn viết chuyện hay là bạn viết app, và nó không cần phải là ok 10 giờ đêm không biết có ai lên mạng cùng với mình hay không, thì đó không phải là cái nhu cầu, cái mong muốn của bạn ấy. Đấy, thế thành ra là tính cách của mỗi người khác nhau và nó sẽ ảnh hưởng tới cái hoạt động ngoại khóa mà các bạn chọn là cái gì. Ngoài ra nữa là gì, cái việc mà dù các bạn tham gia có hoạt động ngoại khóa nào đi chăng nữa thì các bạn cũng cần phải xác định một cái tâm lý, đó là các bạn sẽ cam kết thời gian lâu dài với cái hoạt động. Và đây là sẽ là một những cái yếu tố ok mà nhân viên tuyển sinh chú ý tới. Thế các bạn phải suy nghĩ xem là ok nó phù hợp với tính cách của mình, và sau đó là gì, mình có thể cam kết được thời gian lâu dài cho nó hay không. Đấy, thế đó, vì thế là gì, sau cái thời gian học kỳ 1 của năm lớp 10, khi mà các bạn khám phá những cái hoạt động xong rồi và chọn được cái mà mình thích, thì đến học kỳ 2 và cái hè năm lớp 10 lên 11 và nguyên năm lớp 11, thậm chí là hè năm 11 lên 12, thì các bạn nên chọn một cái hướng đi riêng cho chính bản thân mình. Đã, chọn cái công việc nó phù hợp với con người và cái tính cách của mình để xây dựng hoạt động ngoại khóa mà có được cái tầm ảnh hưởng xã hội lớn.
Đó, và như thầy nói đây, cái ví dụ trong một cái câu trả lời trước, đó là cái số lượng người mà các bạn có thể ảnh hưởng được, đó là cái tầm ảnh hưởng xã hội. Đấy, thì đây là hai cái yếu tố mà thầy nghĩ rằng là để xác định cái hoạt động ngoại khóa nó phù hợp cho bản thân, thì cái lời khuyên chính nhất của thầy tóm lại là các bạn phải thử nhiều đi, rồi hãy chọn cái nào nó phù hợp với bản thân mình. Thầy Nam xin cảm ơn. Cô cảm ơn thầy rất là nhiều với những chia sẻ giúp các bạn chọn được hoạt động ngoại khóa phù hợp với bản thân. Tuy nhiên thì bên cạnh đó, cái việc mà chọn hoạt động ngoại khóa phù hợp với bản thân thì mình còn phải cân nhắc những yếu tố khác nữa. Thì con không biết là mình cần phải chú ý những cái điều gì để có thể lựa chọn được cái hoạt động ngoại khóa mà mình tham gia. Cảm ơn Vy về cái câu hỏi là những cái điều mà cần chú ý khi lựa chọn hoạt động ngoại khóa. Thì theo kinh nghiệm của thầy Nam á, có 3 điểm mà các bạn cần chú ý khi lựa chọn hoạt động ngoại khóa tham gia. Thì đầu tiên nó là cam kết về thời gian. Tại vì như thế này, dù cái hoạt động ngoại khóa các bạn có nổi trội, là cái tầm ảnh hưởng xã hội nó có lớn tới đâu, thì cái 3 cái yếu tố về điểm số, điểm trung bình, điểm IELTS, điểm SAT vẫn là cực kỳ quan trọng, là quan trọng hơn cho cái hồ sơ của các bạn. Có một số bạn đã hỏi thầy Nam rằng là liệu là em có thể dùng hoạt động ngoại khóa để bù vào cái điểm thấp của mình hay không, thì thực sự là thầy xin nói là khó, sẽ rất là khó, chứ nếu không nói là không. Đấy. Vì thế các bạn khi mà tham gia các hoạt động ngoại khóa nào đó thì các bạn cần phải xác định xem là cái thời gian mà mình cam kết nó có ảnh hưởng tới cái việc học trên trường, cái việc học tiếng Anh, cũng như điều quan trọng là sức khỏe của bản thân. Thầy Nam không muốn các bạn vì ôm vào quá nhiều chịu áp lực và từ đó ví dụ mắc những cái bệnh mà nó bản tính như là đau bao tử, đau dạ dày, thì thầy Nam lại thấy một vài bạn học sinh bản thân ngay tại Vela, hay là các anh chị du học sinh và tốt nghiệp Vela đi nước ngoài, do cái việc mà không giữ gìn sức khỏe mà dẫn tới những cái bệnh bản tính như vậy, đau dạ dày và đã theo mình suốt đời, và thực sự rất là áp lực, rất là mệt mỏi. Thì thầy Nam không hề muốn chuyện đó, nên các bạn cần phải chú ý về cái cam kết thời gian này, thực sự là mình có phải bỏ nhiều thời gian cho nó, và nếu mình phải bỏ nhiều thời gian thì nó có ảnh hưởng gì đến cái điểm quan trọng của mình, đó là điểm số cũng như sức khỏe của mình hay không. Đấy. Yếu tố thứ hai đó là cái sự thấu hiểu về bản thân của mình. Bởi vì các bạn phải biết mình muốn cái gì, các bạn phải biết mình thích cái gì, và cái điều này là cái điều mà thực sự là thầy Nam không thể tư vấn được cho các bạn. Đấy. Bố mẹ các bạn có thể gợi ý được cho các bạn, nhưng bản thân tự bản thân các bạn sẽ phải là người biết mình muốn cái gì, mình thích cái gì. Mỗi bạn sẽ có một tính cách khác nhau. Đó. Và các bạn cần phải hiểu rõ là cái mục tiêu mình muốn đạt được khi mà mình tham gia các hoạt động ngoại khóa đó là cái gì. Đấy. Chính vì thế là gì? Những cái câu trả lời trước, thì sau cái thời gian mà các bạn trải nghiệm cho cái học kỳ 1 của lớp 10, thì các bạn nên xác định được những cái vị trí nào nó phù hợp với tính cách và bản thân của bạn, tính cách bản thân của các bạn, và những cái mục tiêu của bản thân của bạn. Đó. Và các bạn sẽ cam kết về thời gian, dồn thời gian cho đó. Đấy. Và cái này nó dẫn tới cái điều cuối cùng, cái điều thứ ba kinh nghiệm thầy Nam, đó là cái sự bền bỉ, sự kiên trì cho tất cả các hoạt động ngoại khóa. Thì các bạn thấy rồi đó, giả sử như các bạn viết một cái cuốn truyện, hay là các bạn viết một cái app, đấy, ngay cả những kiến trúc sư họ thiết kế nhà nó cũng phải vài tuần, vài tháng, rồi nhạc sĩ sáng tác âm nhạc cũng phải một thời gian mới ra được một bài hát. Hay là viết truyện, hay là viết code thì đều cần thời gian. Chính vì như vậy là gì? Dù các bạn có tham gia hoạt động ngoại khóa hay đi chăng nữa, thì nếu mà các bạn chỉ làm vài tháng mà các bạn nói rằng là tôi sẽ có một cái tầm ảnh hưởng xã hội thực sự lớn cho cái hoạt động của mình, thực sự rất là khó. Đó, thì các bạn cũng phải xác định ít nhất là mình cũng phải làm cả năm trời, để mang lại được một cái kết quả to lớn, hoặc có được một cái vị trí lãnh đạo trong cái tổ chức mà mình tham gia. Đấy. Tức là khi mà các bạn đã chốt vào tham gia thì hãy xác định tâm lý mình sẽ bền bỉ, mình sẽ kiên trì với nó. Trong lúc các bạn làm sẽ có nhiều cái khó khăn, nhiều cái thử thách, và mình nên có một cái tinh thần tích cực để mình vượt qua những cái thử thách nào, sự bền bỉ, sự kiên trì. Chứ còn nếu mà ôi thôi khó quá, thôi mình nghỉ đi để mình bắt đầu một cái công việc khác nó dễ hơn, thì như vậy là gì? Các bạn sẽ khó rút ra được những cái kinh nghiệm cũng như đạt được những cái kết quả tốt cho những cái hoạt động của mình. Và khi mà các bạn tham gia lâu dài, các bạn cũng sẽ thất bại nhiều chứ. Thất bại nhiều, và các bạn sẽ cần phải học hỏi nhiều, hay là sự bền bỉ, sự kiên trì rất là quan trọng cho cái việc này. Đó, thì sự bền bỉ và kiên trì và cái cam kết lâu dài theo cái kinh nghiệm thầy Nam sẽ giúp cho các bạn gặt hái được cái thành công cho cái hoạt động của mình. Thầy Nam hy vọng là gì?
câu trả lời của thầy Nam cho ba câu hỏi vừa rồi, đã giúp các bạn có thêm kiến thức về cái hoạt động ngoại khóa. Và nếu các bạn cảm thấy podcast của Bella có ích thì mong các bạn hãy đăng ký theo dõi và follow các kênh podcast của Bella trên Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hoặc YouTube. Thầy Nam xin cảm ơn. Và nếu mà có bất kỳ câu hỏi gì cho chương trình, các bạn cứ đặt câu hỏi và thầy Nam rất vui và rất sẵn lòng trả lời câu hỏi của các bạn. Thầy Nam xin cảm ơn Vi và cảm ơn các khán giả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Vela Podcast xin hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast lần tiếp theo.